Xin chào các em và chào mừng các em đã quay trở lại với trang lời dạy hay.com. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nghiên cứu một unit hoàn toàn mới trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 France Global nhé. Bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ là unit 6 với chủ đề là money. Chúng ta sẽ nói về rất là nhiều những cái thứ liên quan tới tiền bạc, đúng không? Rồi như thường lệ, bài học đầu tiên của chúng ta sẽ là một bài về vocab, bài học về từ vựng, đúng không? Mình sẽ học về với chủ đề đấy là spending power, tức là sử dụng những cái nguồn năng lượng. I can talk about different shops and services. Tôi có thể nói về những cái loại cửa hàng và dịch vụ khác nhau. Okay. Rồi mình sẽ vào ngay bài học đầu tiên nhé. Phần 1, speaking. Work in pairs. Look at the photos. Guess which of the item is the most expensive and which is the least expensive. Rồi làm việc theo cặp, hãy nhìn vào các bức ảnh, đoán xem đâu là món đắt nhất và rẻ nhất. Okay, mình sẽ có ở đây. Số 1 là white truffles. Đây là white truffles này. Nấm truffle màu trắng và đây là Mont Blanc. Okay, là một cây bút máy hiệu Mont Blanc. Cô sẽ viết câu trả lời ra đây nhé. Đây sẽ là bài số 1 này. Đấy, mình sẽ có câu trả lời là gì? Mont Blanc. Lorenzo. Tên của cái bút này rất là dài. Lorenzo di Medici. Fountain pen. Is the most expensive. Rồi bút máy Mont Blanc Lorenzo de Medici là món đắt nhất, đúng không? Và mình sẽ có là gì? White truffles. Is the less expensive. Nấm cục trắng thì là ít đắt đỏ nhất. Rồi mình sẽ chuyển sang bài số 2. Read aloud the numbers and currencies below. What other currencies do you know? Hãy đọc to các con số và đơn vị tiền tệ ở bên dưới. Bạn còn biết những đơn vị tiền tệ nào nữa? Okay, mình sẽ có lần lượt là gì? $500, 500 đô, đúng không? 500 đô la Mỹ. $500, 3,500 or 3,500 euros. 500.000, 300.000, 3.500 euro, đúng không? Mình sẽ có đây là ký hiệu của đồng euro. Cô đọc lại nhé, 3,500 là cách đọc thứ nhất, hoặc là mình có thể đọc là 3,500. A half thousand là 500, một nửa của 1.000, tức là 500, đúng không? Tiếp theo mình sẽ có 500,000 Vietnamese dong, 500.000 Việt Nam đồng, đúng không? Mình sẽ có 1,000,000 pounds, 1 triệu bảng Anh. Okay, 1,000,000 pounds. Và cuối cùng 3,500 or 3,500 billion yen là 3,500,000,000 yên Nhật, đúng không? Mình có hai cách, đúng không? Mình lại tiếp tục có hai cách đọc ở đây là 3.5 là 3.5 billion yên, 3.5 triệu yên, và 3.5 billion yên, 3 và một nửa triệu, tức là 0,5 triệu á, đúng không? 500 ngàn á, đúng không? Yên. Rồi ngoài ra mình còn biết thêm từ gì nữa nhỉ? Và những cái đơn vị tiền tệ nào khác cô sẽ viết ra đây cho anh xem nhé. Mình có rất là nhiều đúng không? Nhưng mà mình thử lấy hai cái phổ biến và quen thuộc là gì nhỉ? Thái bạt đúng không? Bạt Thái. Đồng tiền của nước Thái Lan, mình có ký hiệu là chữ B và gạch như thế này, Thái bạt là đồng Thái, đúng không? Và mình sẽ có tiền của Trung Quốc là gì? China. Renminbi.
rồi đây là bảng đồng tệ đúng không? Mình dịch tiếng Việt là gì? Đồng đồng tệ, tệ của Trung Quốc. Okay. Rồi mình sẽ chuyển sang bài số 3 là một bài listening. Listen to the descriptions of the items in exercise 1. Complete the price using the numbers below. Which is the most surprising in your opinion? Nghe mô tả về các đồ vật trong bài tập số 1, hoàn thành giá bán bằng cách sử dụng những con số dưới đây. Theo bạn, món đồ nào là gây ngạc nhiên nhất? Thế ở đây người ta sẽ cho mình các mức giá là gì? 5,400, 5,400 này. 6,850, 6,850. 10,000, 10,000 và 1,200. À đâu? 10,000 and 12,000, sorry. 10,000 và 12,000. Ok, thì mình sẽ có hai chỗ cần điền đúng không? Đấy là giá của cái nấm cục trắng White Truffles và giá của cái cây bút Mont Blanc này. Okay, bây giờ thì cô sẽ bật đoạn băng để chúng mình cùng nghe nhé. Đây sẽ là đoạn băng 2.25. Wait a minute please. 2.25. Track 2.25. 1. This is a kind of mushroom called a white truffle. It is highly prized in cooking, and the best ones can cost over 10,000 euros per kilogram. A single white truffle was once sold for over 230,000 euros. You might think that's a lot of money to pay for a mushroom, but truffles are very rare and only grow for a couple of months each year. 2. This pen called the Mont Blanc Lorenzo de Medici fountain pen costs £6,850. It's made of sterling silver and is engraved by hand. 3. This pair of melons cost over 2 million yen at an auction in Japan. That's £12,000. Fruit is a popular gift in Japan to say thank you to a friend or to your boss at work. Melons need to be perfectly round and exactly the right color. Perfect apples and strawberries are also popular gifts. But these Yubari King melons are the most expensive. These are Nike trainers dipped in real gold. They were created by the designer Just Another Rich Kid. He created 5 pairs of these Nike Air Dunks for $5,400 each. The New York-based artist, real name Ken Courtney, created the glitzy shoes as part of a collection called Indulgences for the man who has everything. Alright, đấy là phần 4 phần nghe đúng không? Ngoài cái nấm này, cái bút này, mình còn có dưa, một cặp dưa và đôi giày bằng vàng. Ok, bây giờ thì cô sẽ dịch qua 4 cái đoạn này nhé. Đây là một loại nấm gọi là nấm cục trắng. Nó được đánh giá rất cao trong nấu ăn và loại tốt nhất có giá lên đến hơn 10.000 euro một ký. Một cục nấm trắng đã từng được bán với giá hơn 230.000 euro rồi. Đúng không? Bạn có thể nghĩ rằng thế là quá nhiều cho một loại nấm, nhưng mà nấm cục thực sự rất là hiếm và chỉ được trồng ở một vài tháng ở trong năm. Rồi đoạn số 2 nói về cái cây bút này. Cây bút này được gọi là bút Mont Blanc Lorenzo de Medici, có giá là 2.850 bảng Anh và nó được làm từ bạc sterling và gia công bằng tay. Rồi mình sẽ có số 3 này. Những cặp dưa lưới này thì có giá 2 triệu yên tại một buổi đấu giá ở Nhật. Nó tầm khoảng 12.000 bảng Anh
Hoa quả là một món quà phổ biến dùng để cảm ơn người bạn hoặc là sếp của bạn tại công ty. Nhưng mà quả dưa cần phải tròn vành vạnh và màu sắc phải chuẩn xác. Những quả táo hoặc là dâu hoàn hảo thì cũng là món quà phổ biến. Nhưng những trái dưa Yubari King này mới là những loại đắt nhất. Thế, wow, rất là thú vị đúng không? Và cuối cùng mình sẽ có đây, đoạn văn về cái đôi giày ha. Những đôi giày Nike này được nhúng vào vàng thật. Chúng được làm ra bởi nhà thiết kế Just Another Racket. Anh ta tạo ra 5 đôi giày Nike Air Dunks với mỗi đôi là 5.400 đô la Mỹ. Người họa sĩ người New York tên thật là Ken Courtney đã tạo ra những đôi giày hào nhoáng cho một phần của bộ sưu tập có tên là Indulgences, những người có tất cả mọi thứ, đúng không? Ok, thì đấy là mình đã nghe, đúng không? Mình đã đọc và mình đã xem script và mình còn dịch nữa. Thì bây giờ mình sẽ điền giá, đúng không? Đầu tiên là white truffles, nấm cục trắng, thì có giá là bao nhiêu nhỉ? 10,000 euro a kilo, 10.000 euro cho một cân, đúng không? Bút máy Mont Blanc thì có giá là bao nhiêu bảng nhỉ? 6,850 h. Một cái cây bút thì có sẽ có giá là 6.850 bảng. Thế một cặp dưa thì có giá là 12,000 pounds for two, đúng không? Và cuối cùng mình có đôi giày thể thao bằng vàng trainers thì có giá là 5,400 dollars a pair, 5,400 đô la Mỹ một đôi. Rồi mình sẽ quay sang bài số 4 này. Bài số 4, work in pairs. Where would you buy the items in exercise 1? Match them with 4 of the shops and services below. Then listen and check. Làm việc theo cặp, bạn sẽ mua những thứ ở trong bài tập số 1 ở đâu? Nối chúng với 4 trong số các cửa hàng bên dưới. Sau đó nghe và kiểm tra lại. Rồi mình sẽ có rất là nhiều những cửa hàng và dịch vụ ở dưới này. Đầu tiên mình sẽ có bakers, đúng không? Tiệm bánh này, bank, ngân hàng, butchers, cửa hàng thịt, charity shop, cửa hàng từ thiện, chemist, nhà thuốc, mình sẽ có coffee shop, là quán cà phê, clothes shop, cửa hàng quần áo, cosmetics store, là cửa hàng bán đồ trang điểm, mỹ phẩm, deli hoặc là delicatessens, là cửa hàng hải sản, DIY store, cửa hàng dụng cụ tự sửa chữa, estate agents, đại lý bất động sản, florist, tiệm hoa hoặc là cửa hàng hoa, đúng không? Mình sẽ có garden center, trung tâm làm vườn. Tiếp theo có greengrocers là cửa hàng bán rau củ quả, jewelers là cửa hàng đá quý trang sức. Tiếp theo mình có laundrette là hiệu giặt ủi, tiệm giặt là, news agents, sạp báo, opticians là phòng khám nhãn khoa, post office, bưu điện, shoe shop, tiệm giày, stationers là văn phòng phẩm, cửa hàng văn phòng phẩm, và takeaway là quầy bán đồ mang đi. Ok rồi. Câu số 1 là mình có thể mua được white truffles ở đâu nhỉ? Mình có thể mua được nấm ở deli, đúng không? Có thể là mình sẽ mua được ở deli là mình sẽ dịch là cửa hàng bán các đặc sản, đúng không? Đây, câu từ này, bán delicatessens là chuyên bán các loại đặc sản, những cái thức đồ của ngon vật lạ, mình gọi là đặc sản. Thì mình sẽ mua được white truffle deli. Cái thứ hai nữa là mình có thể mua bút máy ở đâu nhỉ? Cái Mont Blanc thì cũng là một cái khá là khó, đúng không? Mình mua ở đâu? Stationers, đúng không? Cửa hàng văn phòng phẩm.
stationers. Cái số 3 là một cặp dưa lưới. Một cặp dưa lưới thì mình có thể mua ở cửa hàng rau củ. Đúng không? Mình sẽ có là green grocers. Cửa hàng rau củ. Và cuối cùng là đôi giày thì mình có thể mua ở một cửa hiệu giày, đúng không? Shoe shop. Rồi, shoe shop. Ok, thì đấy là một vài những cái thông tin liên quan tới phần từ vựng, các loại shop, các loại cửa hàng khác nhau. Bây giờ mình sẽ nghe và check lại tất cả những cái thông tin này nhá. Rồi, cô sẽ bật đoạn băng này. Track 2.26. 1. You can buy white truffles at a deli. 2. You can buy a pen at a stationer's. 3. You can buy melons at a greengrocer's. 4. You can buy trainers at a shoe shop. 5. Okay, that's all. Rồi mình sẽ chuyển ngay sang bài số 5 này. Bài số 5. Listen and repeat all of the shops and services words from exercise 4. Lắng nghe và lặp lại tất cả những từ về cửa hàng và dịch vụ mình đã gặp ở trong bài số 4. Okay. Rồi bây giờ cô sẽ show lại phần này và mình sẽ cùng nghe lại tất cả những từ này nhá, một lượt. Sau đó thì mình sẽ cùng luyện nó với nhau. Track 2.27. Bakers. Bank. Butchers. Charity shop. Chemists. Coffee shop. Clothes shop, cosmetics store, deli, delicatessen, DIY store, estate agents, florists, garden center, greengrocers, hairdressers, jewelers, laundrette, news agents, opticians, post office, shoe shop, stationers, takeaway. Ok, đấy là bài số 5. Bây giờ mình sẽ đọc lại những cái từ này một lần cùng với nhau này. Bakers, bank, butchers, charity shop, chemist, coffee shop, clothes shop, cosmetic store, deli, delicatessen, DIY store, estate agents, florists, garden center, green grocers, jewelers, laundrette, news agents, opticians, post office, shoe shop, stationers, and takeaway. Alright, so đấy là bài số 5. Mình sẽ chuyển sang bài số 6 nhé. Bài số 6 này. Listen to 4 dialogues, match them with 4 of the shops and services from exercise 4. Lắng nghe 4 đoạn hội thoại, nối chúng với 4 loại cửa hàng và dịch vụ từ bài tập số 4. Okay, rồi bây giờ cô sẽ bật đoạn băng để chúng mình có thể nghe được xem là 4 loại cửa hàng mà người ta nhắc tới trong bài tập số 6 sẽ là gì nhá. Track 2.28. 1. Can I help you? Yes, I'd like to buy 2 liters of white paint, please. Oh, and some paintbrushes. Sure. Can I use this coupon? Oh, I'm not sure. Can I see it? Oh, I'm sorry, it's too old. Oh, really?
Yes, look at this date. Used before the 31st of August 2009. Wow, I've had that a long time. Two. Hi, I'm looking for a magazine. It's called Great Train Journeys. Have you got it? Sure. How much is it? It's £1.95. Really? That's very cheap. Yes, it's on special offer this month. The normal price is £6.95. Oh, okay. Three. Hello, can I help you? Yes. How much are these jeans, please? Oh, I'm not sure. Is there a price tag? I can't see one. It's usually here near the top. Yes, there it is. £85? Sorry, they're far too expensive for me. Well, we've got some cheaper pairs over there. Thanks. Four. Can I help you? Yes. I'm interested in the diamond ring that's in your window. The one with the large diamond in the centre? Yes, that's right. Is it £2,500? Yes, it's a bargain, isn't it? I don't know. That seems rather expensive. I realise it's a lot of money, but believe me, it's a big diamond for that price. Okay, rồi, bây giờ cô sẽ dịch qua các đoạn hội thoại này một lượt nhé. Rồi đoạn số 1 này, mình sẽ có hai tất cả các đoạn hội thoại thì mình sẽ có hai nhân vật, đấy là shop assistant là nhân viên cửa hàng và customer khách hàng. Tôi có thể giúp gì được cho bạn? Vâng, tôi muốn mua 2 lít sơn màu trắng và một vài cây cọ vẽ. Vâng, đúng không? Đây, vâng. Tôi có thể sử dụng mã khuyến mại này không? Tôi không chắc nữa. Đúng không? Tôi không chắc nữa, tôi có thể nhìn nó được không? Ôi, thật là tiếc, đúng không? Nó cũ quá rồi, đúng không? Thật chứ? Vâng, anh hãy nhìn vào ngày này đi, đúng không? Sử dụng trước ngày 31 tháng 8 năm 2009. Tôi đã giữ nó lâu đến vậy sao? Đoạn hội thoại số 2 này. Đây. Chào, tôi đang tìm kiếm một cuốn tạp chí. Nó gọi là gì? Những hành trình đường sắt tuyệt vời, bạn có nó không? Chắc chắn rồi, nó bao nhiêu tiền vậy, đúng không? Nó là 1.95 bảng Anh, 1.95 bảng. Thật vậy sao, nó rẻ quá. Đúng vậy, chúng tôi đang có khuyến mại đặc biệt trong tháng này, giá bình thường sẽ là 6.95 bảng. Ok. Bạn số 3 này. Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho bạn? Vâng, cái quần jeans này bao nhiêu tiền vậy? Tôi không chắc nữa, ở đó không có giá đến, không có cái tag để ghi giá à? Tôi không thấy. Thường thì nó sẽ ở đây gần với đầu, đúng không? À đây rồi. 85 bảng. Xin lỗi, chúng quá đắt đỏ với tôi. Thực ra thì chúng tôi có những chiếc quần rẻ hơn ở đằng kia. Cảm ơn nhé. Rồi và đoạn cuối cùng. Tôi có thể giúp gì được cho bạn? Vâng, tôi đang rất là hứng thú với nhẫn kim cương ở trên ô cửa sổ đó. Cái nhẫn mà có viên kim cương rất là lớn ở trung tâm đúng không? Đúng vậy. Nó có giá là 2.500 bảng Anh đúng không? Vâng, đó là một món hời đấy phải không? Tôi không biết nữa, trông nó khá là đắt đỏ. Tôi nhận ra đây là một cái món rất là lớn đúng không? Bạn phải chi rất là nhiều tiền. Thế nhưng mà hãy tin tôi đi, đó là một viên kim cương lớn xứng với giá tiền đó. Ok, đấy là các đoạn hội thoại về ở các cửa hàng, ở các shop khác nhau. Thì mình thấy là lần lượt đầu tiên thì nó sẽ ở đâu nhỉ? Ở một cái DIY store, đúng không? Người ta mua sơn, mua kẹ cọ vẽ về để tự làm, tự trang trí. Tiếp theo, trong cái bảng số 2, người ta mua một quyển tạp chí thì sẽ mua ở đâu nhỉ? Cửa hàng báo mình gọi là gì? News agent. Ok, news agent. Số 3 là xem một cái quần jean thì chắc chắn là ở Clothes shop, cửa hàng quần áo. Clothes shop. Và cuối cùng một viên kim cương, một chiếc nhẫn kim cương thì sẽ là gì? Jewelers, cửa hàng đá quý. Rồi
Rồi, tiếp theo mình sẽ chuyển sang bài số 7 nhé. Bài số 7 này. Complete definitions 1 to 8 with the words and phrases below. Hoàn thành các định nghĩa từ 1 tới 8 với các cụm từ ở phía bên dưới. Mình sẽ có bargain, mặc cả này, coupons, mã giảm giá, phiếu giảm giá, discount, giảm giá này, price tag, là cái tag giấy ghi tên giá tiền, receipt, hóa đơn này, refund, trả lại này, sale, bán này, và special offer, là ưu đãi đặc biệt. Rồi mình sẽ có là gì đây? Buy one, get one free is a common example of. Câu khẩu hiệu là gì? Mua một tặng một là ví dụ thường thấy của giảm giá, đúng không? Thì mình sẽ điền đây là special. Đây là gì? Special offer. Rồi. Mua một tặng một, đúng không? Bạn thấy mua một tặng một hoặc là mua hai tặng một. Rồi, câu số 2 này. If you think something is, you think it's a good price for what you are getting. Khi mà bạn nghĩ thứ gì đó là một, bạn nghĩ đó là một cái giá tốt cho những gì bạn mua. Một món hời, đúng không? Một món hời. Mình sẽ dùng từ bargain. Khi bạn nghĩ thứ gì đó là một món hời thì bạn nghĩ đây là một cái giá rất là tốt cho cái thứ mà bạn đang mua. Câu số 3 này, the price tag tells you how much something costs in a shop. Nhãn ghi giá cho bạn biết thứ đó tốn bao nhiêu tiền trong một cửa hàng. Rồi, câu số 4, when a shop has a sale, it sells some of its items at lower prices for a few days or weeks. Khi một cửa hàng nào đó có đợt hạ giá, đúng không? Thì nó sẽ bán sản phẩm của mình với giá thấp hơn trong một vài ngày hoặc một vài tuần. Đó, thì mình thay thế cái bảng là sales bao nhiêu phần trăm đó, chẳng hạn là cửa hàng thì mình biết là cửa hàng đó đang có mã, đang có giảm giá cho các sản phẩm. Rồi, câu số 5 này, if a shop gives you a discount, you pay less than the usual price. Nếu mà một cửa hàng giảm giá cho bạn thì bạn sẽ phải trả ít hơn, trả số tiền ít hơn bình thường. Thế mình sẽ có magazines sometimes have coupons that give you money off in a shop. Các tạp chí thi thoảng sẽ có phiếu mua hàng để giảm giá trong một vài cửa hàng. Câu số 7 này, if you ask for a refund in a shop, you ask for your money back. Nếu bạn yêu cầu hoàn tiền trong một cửa hàng thì bạn yêu cầu được lấy lại số tiền mà mình đã chi tiêu, đúng không? Thì refund này chủ yếu nó sẽ ở nước ngoài thì rất là phổ biến. Khi mình không vừa lòng với một sản phẩm nào đó thì mình có thể trả lại hàng và lấy lại tiền. Đó. Câu số 8 này, a receipt is a small piece of paper that you get when you pay for something. Hóa đơn là một mẩu giấy nhỏ mà bạn nhận được khi mà bạn chi trả cho thứ gì đó. Đấy. Mình sẽ chuyển sang bài cuối cùng là bài số 8 này. Speaking, read the recycle box, look at the questionnaire below and complete the questions with the present perfect form of the verbs in bracket and ever. Then do the questionnaire in pairs. Hãy đọc phần recycle, nhìn vào bảng câu hỏi dưới đây và hoàn thành các câu hỏi dưới dạng thì hiện tại hoàn thành của động từ trong ngoặc và từ ever. Sau đó thì hãy trả lời những câu hỏi này theo cặp. Ok, recycle này, present perfect with ever, thì hiện tại hoàn thành với cụm từ là với từ ever. We use the present perfect with ever to ask about experiences. Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành với từ ever khi mà muốn hỏi về kinh nghiệm. Ví dụ mình có câu là have you ever bought a pair of really expensive trainers? Có bao giờ hoặc là bạn đã từng mua một đôi giày thể thao rất là đắt chưa? Yes, I have là có, tớ từng mua rồi, hoặc là no, I haven't, không, tớ chưa mua bao giờ cả.
thường mình sẽ hỏi những cái câu hỏi này đúng không? Are you a crazy customer, a crafty customer? Bạn có phải là một nhà mua hàng thông thái không? Ok, câu số 1 mình sẽ là gì? Have you ever? Ok, cô sẽ viết lại cấu trúc của thì hiện tại thành ra đây thì các em và mình có thể tham khảo thêm nhé. Mình sẽ có là chủ ngữ này cộng với have hoặc là has, đó thì cái này sẽ chia phụ thuộc vào chủ ngữ cộng với cả verb ở dạng P2 là phân từ 2 đúng không? Verb 2, verb ở dạng cột số 2 á. Đó, khi mà nó đổi thành câu hỏi yes no thì mình sẽ đổi cái này lên have has cộng với chủ ngữ cộng với verb ở dạng phân từ 2 đúng không? P2 á. Đó. Hỏi chấm. Đấy, và khi mà nó là câu phủ định thì mình sẽ là have, has cộng với not đúng không? Cộng với P2. Okay. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại bài tập này. Đó, mình sẽ cùng nhau làm những câu hỏi này. Thì đây mình sẽ có câu đầu tiên là gì? Have you ever? Mình sẽ phải dùng từ ever nữa nhé, để bài yêu cầu như thế. Have you ever asked for a discount in a shop? Bạn đã bao giờ hỏi về việc giảm giá trong cửa hàng hay chưa? Đó. Rồi, thì mình có thể trả lời là gì? Nếu mà có rồi đúng không? Mình sẽ trả lời là yes, I have. Có rồi đúng không? Yes, I have. Câu số 2 này. Have you ever used? Have you ever used coupons from magazines to get money off? Bạn đã bao giờ sử dụng phiếu mua hàng từ các tạp chí để được giảm giá chưa? Mình chưa chẳng hạn thì mình sẽ trả lời no, I haven't. Thế câu số 3 này. Have you ever compared Have you ever compared prices in two or three shops before buying something? Đã bao giờ đúng không? Bạn so sánh giá trong hai hoặc là ba cửa hàng trước khi mua thứ gì đó hay không? Thì cái này rất là thường xuyên. Yes, I have. Rồi đúng không? Tớ làm rồi. Câu số 4 này. Have you ever waited? For something to be in the sale before buying it. Bạn đã bao giờ đợi thứ gì giảm giá trước khi mua hay chưa? Trả lời là gì? Yes, I have. Rồi đúng không? Tớ đã từng đợi rồi. Và câu cuối cùng là gì? Have you ever seen? Have you ever seen something in a shop and then looked for it online to save money? Bạn đã bao giờ thấy thứ gì đó trong cửa hàng rồi tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm tiền chưa? Sẽ trả lời câu trả lời là gì? Yes, I have. Thấy cái gì đó trong cửa hàng nhưng mà phải lên Shopee đúng không? Để check xem là có rẻ không. Rồi ok, đây là bài đầu tiên trong Unit 6 của chúng ta về chủ đề tiền bạc, money. Okay. Mong rằng là hôm nay các em đã học thêm được rất là nhiều từ vựng mới liên quan tới các cửa hàng này hoặc là các loại dịch vụ nhá. Cô sẽ gặp lại các em ở trong các bài học tiếp theo. Tạm biệt các em.